chứ sao. Em biết đây là thời đại của những người đàn ông săn chắc như anh à. Ồ, cái đó gọi là cơ bắp săn chắc hả? Đúng vậy. Wow, nghe cái tiếng là thấy săn chắc lắm á. Wow. Em có thấy không? Hai người phụ nữ nãy như muốn ăn tươi nước sống mới luôn vậy. Công nhận con gái giờ áo sắc quá. Ăn tươi nước sống. Hey. Wow, săn chắc ghê á. Người cũng phải đậu nha. Ôi, đàn ông trai là phải cơ bắp dày nè, tướng nè, đẹp quá đẹp rồi. Ai như ông kia bụng beo quá trời, nhìn kén luôn á. Nè, khởi động đi. Khởi động. Khởi động thôi. Trời ơi, đi ra qua đây khởi động. Mai, mai, mai qua đây khởi động. Sao? Giờ làm động tác sao? Thôi. Giờ làm động tác sao? Hai người khởi động đi. Trời ơi, anh Quốc nè. Rồi động tác gì nữa anh Julian ơi, động tác tiếp theo. Có cái gì đâu mà nhìn dữ vậy? Có động tác mà vô cơ bụng không anh Julian? Có động... Ta. Khỏi đi. Khỏi đi. Ra vậy, khởi động vậy. Bơi luôn đi. Gì vậy? Đang khởi động mà. Xuống bơi đi. Quá. Chuyên nghiệp quá. Ôi. Bơi như vậy mới gọi là bơi chứ. Bơi đẹp quá anh Julian ơi. Có cái gì đâu mà đẹp. Anh cũng biết bơi nè. Đâu? Ôi, tẩm. Trời ơi, bơi kiểu gì vậy? Bơi gì vậy? Ủa này bơi chó mà. Bơi gì cũng bị đập bơi nữa hả? Wow, bơi bơi bơi. Giỏi quá anh Julian ơi. Bơi đẹp quá. Ôi, bơi giỏi quá hả anh Julian ơi. Đẹp quá ha. Trời ơi, tướng anh Julian bơi kìa. Bơi vậy là khó lắm luôn á. Ôi, đi, đi xuống bơi đi, đi xuống bơi đi. Anh đi cẩn thận Julian ơi, quẹo đi, quẹo đi. Julian, đi em xuống bơi nha. Vậy đúng rồi đó, mình cứ đập đều thôi nha. Dạ. Yeah. Ừ, đúng rồi đó. Mi ơi, Mi. Mi. Hả? Có cần anh dạy thêm cho em không? À, dạ thôi, anh bơi đi. Mai. Hả? Ra đây anh dạy cho nè. Thôi, đã anh Julian dạy em được rồi. Bơi em. Rồi, được rồi, tốt rồi. Dạ. Đó. Rồi, vậy mình tập tay nha. Dạ. Tay. Tay. Mình sẽ quạt tay phải trước. Rồi. Một. Nam cung với nhau nè. Một. Hai. Hai. Xuống. Ba. Ba. Bốn năm. Trời ơi. Tao hồi giết. Máu quá à Julian ơi. Rồi giờ hai người cứ coi em bơi nha. Dạ. Rồi. Mình bắt đầu. Chân vừa đập. Tay 1, 2, 3, 4, 5 nhanh nữa nha. Ôi. Bơi một phát là qua tới kia luôn á. Mi. Mi, Mai. Có anh bơi nè. Bơi chó mà cũng thể hiện nữa. Yeah. Cà phê thơm quá. Nè hai đứa, lát nữa đi bơi không? Hôm qua đi bơi vậy xong đã ghê luôn á. Để chiều nay đi đi. Tại vì tí nữa em cũng qua bên trường rồi, chiều đi. Ừ. Nhưng mà như hôm qua đã hứa, anh sẽ chỉ tụi em cách bơi chó chiều nay. Nghe bơi chó là nó hơi thô thiển thôi nhưng mà thật ra rất là dễ áp dụng đúng không? À, thật ra em cũng thích bơi kiểu người hơn. Em cũng vậy nữa, bơi ngửa nhìn đẹp hơn. Wow, mùi cà phê đâu mà thơm quá vậy? Nè, anh Julian uống đi. Bây giờ em chưa uống đâu. Ngửi hay à, thơm lắm á. Cà phê để thưởng thức. Rồi. Rất ngon luôn á. Anh Julian, chiều nay tụi em đi bơi á, anh cũng đi luôn đi, anh chỉ cho tụi em bơi ngửa nha. À, ok, mà Mi á, hình như là em chỉ cần tập hôm nay nữa thôi là em sẽ biết bơi rồi đó. Thiệt không anh? Thiệt. Yeah.
chỉ cho em rồi ơi. Ok luôn. Cảm ơn Julian. Ê Quân, ông tập bơi luôn đi. À? Bơi ngửa là có thể vừa ngắm sao trên trời nè, mà vừa có thể nổi trên mặt nước. Đúng rồi. Bơi ngửa ngầu lắm á, ngầu giống như anh Julian vậy đó. Thôi. Thì năm 4 tuổi tôi đã tự bơi vòng vòng ra ngoài biển rồi. Cần gì bơi ngửa? Ừ, bơi chó. Bơi ngửa mất mỹ quan đô thị. Ngầu đi. Cái bơi ngửa ngầu mà. Nhưng mà bơi ngửa lên là rất là mất mỹ quan đô thị mọi người. Hiểu không? Bơi chó rất kín đáo và dễ thương. Tôi vẫn giữ quan điểm là bơi chó rất là đẹp. Đừng có bà đặt mà dụ tôi. Rồi, đi vô tư thế nè. Hồi hộp quá anh Julian ơi. Dạ. Chuẩn bị nha. Rồi, chuẩn bị. Em bơi được rồi anh Julian ơi. Rồi, rồi. Hai bên. Rồi, ok, thì được rồi đấy. Có ai cũng thấy quá à Mai ơi. Ok. Em bơi được rồi nè. Hay quá hả? Ok, đó nhanh đi, bước bước. Bước ra đi. Cái ông nè. Ai cần không? Không có mượn. Rồi, Mi, anh tới đây. Nè Mai, để em chỉ cho em bơi cái này hay lúc này. Thôi để em bơi xuống chung chung được không? Đừng nhận riêng ơi, hả? Để em chung. Ok, đợi xíu. À, anh ơi, chị em bơi, chị em bơi, chị okay. Em bơi. Rồi, 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 ok, ok, chị em bơi. Đợi xíu nha. Anh chị bơi, em bơi đúng không? Đừng nhận bơi không? Rồi, rồi, ok. Nhưng bây giờ nhớ con Henrik dữ vậy ta. Henrik ơi. Ê quá. Đã, để em tên tướng nha. Thôi khỏi. Cảm ơn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lạc cái tay nha, đúng rồi. Ok. Vậy là tốt rồi đó. Dạ, cái giúp cô rồi, cảm ơn anh. Ừ. Hôm nay vậy xong ha. Dạ. Thì hẹn mai nha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. 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 Bye.
giấc mơ làm giàu 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 thì là ai cũng cần, chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu. La, la, la.